Theo Bộ trưởng Hùng, công nghệ 5G đang tới. Đây là cơ hội để Việt Nam thay đổi thứ hạng về dịch vụ viễn thông. Mà muốn thay đổi thì phải đi đầu. Chưa đi đầu được trên phạm vi toàn quốc thì đi đầu ở những thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Thông tin và Truyền thông đã có kế hoạch cấp tần số 5G để thử nghiệm từ năm 2019. Người đứng đầu Bộ Thông tin Truyền thông cũng cho rằng 5G là hạ tầng cho kết nối vạn vật, hạ tầng quan trọng nhất của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Việt Nam muốn đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp này thì 5G phải đi trước. Mạng 5G cho kết nối vạn vật của Việt Nam phải vào loại tốt nhất. Số lượng trạm BTS 5G phải lớn hơn rất nhiều so với công nghệ trước đó.